giao lưu thật là thú vị, gợi nhớ cho Thúy rất là nhiều những cái kỷ niệm trước đây khi mà mình được chan hòa cùng các bạn sinh viên. Và ngày hôm nay Thúy cảm thấy mình cũng học hỏi được rất là nhiều điều từ tuổi trẻ của các bạn. Đây là một cái hành trình mà rất là cần thiết cho các bạn sinh viên, vì nó có thể hướng các bạn đến một mục tiêu, một mục đích của cuộc đời, cũng như là dám đương đầu với thất bại. Qua cái chương trình này cũng đã làm cho các bạn sinh viên trường học Nam Cần Thơ có được thêm được rất là nhiều niềm vui và có thêm được rất là nhiều ý chí thông qua việc gặp gỡ các cái host của chương trình cũng như là các vị diễn giả và các vị khách mời rất là tài giỏi và có một cái uy tín cũng như là có một cái sức hút đối với các bạn trẻ bây giờ. Xin cảm ơn Trung Nguyên Lý Sinh rất là nhiều. Hy vọng là mình đã truyền được một cái phần nào kinh nghiệm của mình, những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm mà mình đã có cho các bạn sinh viên học sinh, và các bạn ấy cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trên con đường chinh phục những giấc mơ riêng. Thì mình cảm thấy đây là một chương trình rất là có ý nghĩa và mang một cái giá trị rất là to lớn đối với thế hệ sinh viên và sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ nói riêng và sinh viên trong cả nước nói chung. Qua chương trình thì em cảm thấy là mình có thêm nhiều cái bài học trong cuộc sống. Em cảm thấy là các anh chị và chú Đức đã nói chung là truyền lửa cho em rất là nhiều. Để đôi khi mình thất bại trong chuyện gì đó, mình đều có cái động lực để mình vươn tới.